Xin chào các bạn. Canada có diện tích lớn thứ hai trên thế giới với dân số khoảng 35 triệu người. Đây là đất nước thu hút đông đảo người dân trên toàn thế giới sinh sống và làm việc. Đặc biệt với nhiều chính sách ưu tiên về nhập cư và định cư, nhiều bạn sinh viên cũng chọn xứ sở lá phong là địa điểm du học lý tưởng, có tỷ lệ nhập cư cao gấp đôi so với Mỹ. Tuy nhiên thì để đến gần với giấc mơ du học, các bạn sinh viên Việt Nam không gặp ít khó khăn, đặc biệt là trở ngại trong việc tài chính. Và đây cũng chính là một yếu tố rất lớn cản trở giấc mơ du học của các bạn. Nhận thức được điều đó thì đại đa số học sinh, sinh viên đều tìm đến cách là săn học bổng du học. Tuy Canada không nằm trong danh mục được tìm kiếm học bổng bởi số lượng học bổng cấp hàng năm, để chiếm tỷ lệ rất thấp so với số lượng người có nhu cầu đi du học. Như vậy, cơ hội có học bổng không phải dành cho tất cả mọi người. Và để đạt được, bạn phải có sự chuẩn bị, thậm chí là cả một chiến lược rất bài bản. Sau đây thì Tân Đại Dương sẽ chỉ cho các bạn bí quyết săn học bổng du học Canada sẽ là gì nhé. Cơ hội học bổng ở Canada như thế nào? Canada là một trong những quốc gia đi đầu trên thế giới trong việc đầu tư cho hệ thống giáo dục nhằm đưa nền giáo dục phát triển toàn diện và tân tiến nhất, trong khi vẫn duy trì được mức học phí thấp hơn hẳn so với các quốc gia nói tiếng Anh khác. Điều này được xem là một trong số lý do khiến Canada khá khiêm tốn trong việc cấp học bổng cho sinh viên. Tuy nhiên thì những học bổng của Canada thường là học bổng danh giá và có giá trị rất lớn và sẽ trao tặng cho ứng viên xuất sắc, năng lực nổi trội trong lĩnh vực học thuật, hoạt động xã hội mang lại giá trị lớn cho cộng đồng và bản thân họ có một sự nghiêm túc và nỗ lực rất lớn trong việc ứng tuyển học bổng. Thì bí quyết săn học bổng du học Canada như thế nào? Đối với Canada thì đây là một đất nước rất ít ỏi về số lượng học bổng, nên để đạt được, các bạn cần lưu ý nhiều đến những vấn đề như sau để công sức chúng ta bỏ ra được đền đáp thỏa đáng nhé. Thì đầu tiên sẽ là đầu tư cho việc học ngoại ngữ. Đối với những suất học bổng nước ngoài, yếu tố hàng đầu các bạn luôn phải quan tâm đến đó chính là ngoại ngữ, vì đây là yêu cầu luôn luôn có khi bạn muốn giành lấy học bổng ở bất kỳ trường nào tại Canada. Hiện ở các thành phố lớn, nhiều phụ huynh và học sinh đã có định hướng về du học từ rất sớm, nên đã đầu tư cho việc luyện thi TOEFL, IELTS và SAT và tìm hiểu về các trường đại học danh tiếng trên thế giới ngay từ đầu cấp 2 hoặc cấp 3. Tiếp đến là hãy xác định ngành nghề mình muốn học và những yêu cầu của ngành học để tự trau dồi thêm những kỹ năng còn thiếu. Và tất nhiên là học bổng ít không có nghĩa là không có sự cạnh tranh, nên các bạn cần đánh giá sát sao khả năng của mình để lựa chọn một mức học bổng có thể dễ dàng lấy nhất. Ngoài ra, những kỹ năng hoạt động xã hội cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho sự đánh giá tốt về bạn đối với trường mà bạn sẽ săn học bổng. Do vậy, ngoài kiến thức từ trường lớp, người dự tuyển còn phải có những hiểu biết về xã hội mới có thể thành công trong quá trình xin học bổng. Thứ ba là thẩm định độ tin cậy của các thông tin về học bổng. Một bước nữa mà không kém phần quan trọng là các bạn cần phải xác định rõ ràng mức học bổng, thời hạn nhận học bổng mà bạn nhắm đến có thật sự đang có tại trường không. Để nắm rõ hơn về những thông tin giá trị thực tế của những phần học bổng, các bạn cần phải truy cập vào trang web của trường đó và xem rõ từng thông tin. Thêm nữa là bạn cũng rất nên ghé thăm vào những forum của các du học sinh và đăng ký làm thành viên để có thể trao đổi dễ dàng cũng như xin lời khuyên từ những người có kinh nghiệm. Thứ tư là chuẩn bị hồ sơ xin học bổng. Sau khi đã xong phần thẩm định thì bạn có thể yên tâm hoàn tất những việc chuẩn bị hồ sơ để xin học bổng. Những thủ tục để đăng ký học bổng du học thường gồm sơ yếu lý lịch, đơn xin học bổng, thường có theo form mẫu trên mạng, kèm với những chứng chỉ, văn bằng bắt buộc, thư giới thiệu có lời nhận xét từ thầy cô của bạn ở Việt Nam và của người sử dụng lao động nếu bạn đã đi làm. Tất cả đều cần sự chuẩn bị chỉnh chu và chính xác. Thứ năm là kỹ năng phỏng vấn xin visa. Hầu hết các nước đều yêu cầu sinh viên phải đạt được visa mới được nhập cảnh, sẵn sàng về tâm lý và chuẩn bị trước cho các câu hỏi phỏng vấn. Mục tiêu của cuộc phỏng vấn là kiểm tra tính trung thực của học sinh, khả năng đáp ứng yêu cầu về tiếng Anh của luật di trú. Vì thế mà bạn cần phải trả lời các câu hỏi đầy đủ và trung thực. Bạn cũng cần nắm rõ các thông tin về khóa học, trường học. Nếu đưa ra thông tin sai lệch hoặc trả lời không trung thực hay trả lời như học thuộc lòng, bạn đều có thể bị từ chối visa. Như vậy, không quá khó để nhận được học bổng du học khi bạn đã có sự chuẩn bị sẵn sàng về mọi mặt. Vấn đề còn lại là hãy luôn kiên nhẫn và không ngừng trao đổi ngoại ngữ, kiến thức, thì chân trời du học sẽ sớm mở rộng đối với bạn thôi. Và một số chương trình học bổng nổi bật của Canada. Đối với bậc trung học phổ thông, các bạn học sinh cấp 3 có thể tìm hiểu thêm thông tin về học bổng của Ủy ban các trường thế giới liên kết Việt Nam như UWC Việt Nam. Đối với bậc đại học, các bạn quan tâm có thể tìm hiểu chương trình thực tập nghiên cứu Miss Tech Globaling 3 của Canada dành cho sinh viên 6 quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Chương trình được tài trợ toàn phần kéo dài từ 10 đến 12 tuần. Ứng viên được chọn sẽ đến học tập và nghiên cứu tại một trong hơn 30 trường đại học hàng đầu tại Canada dưới sự hướng dẫn của các giáo sư đầu ngành. Ngoài ra thì đối với bậc sau đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, học bổng Vanier CGS4 trị giá 50.000 CAD một năm trong 3 năm và học bổng Banting 5 trị giá 70.000 đô 2 năm học dành cho các ứng viên có thành tích cao trong học tập, nghiên cứu và có tiềm năng, tổ chức lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới đến Canada nghiên cứu, học tập và phát triển. Để được hỗ trợ cụ thể hơn về bí quyết săn học bổng du học Canada hay để tư vấn về thủ tục hồ sơ xin visa du học Canada tỷ lệ đậu cao nhất, chọn trường cao đẳng, đại học du học Canada tại tất cả các tỉnh bang như British Columbia, Alberta, Manitoba, Ontario, Quebec, Newfoundland, New Brunswick, Saskatchewan, Prince Edward Island, Nova Scotia, Yukon, Nunavut, Northwest Territories, thì các bạn có thể liên hệ ngay với công ty tư vấn du học Tân Đại Dương. Địa chỉ công ty tại chi nhánh quận Nhất, số 148 xe 1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Số điện thoại 028 38 48 4879, hoặc chi nhánh tại quận 5, số 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Số điện thoại 028 38 38 2080, hoặc các bạn có thể truy cập vào website www.tddvn.com hoặc www.tandaiduong.edu.vn hoặc có thể truy cập vào visacanada.edu.vn. Lưu ý là Tân Đại Dương không có chi nhánh tại Hà Nội nhé. Xin chào các bạn.